Chặt cái dùm em chỗ này đi đặt để cho khách ra. Nổi nhất đấy, ông này nổi nhất đấy nha.
Rồi ăn chấm đi rồi, lặn lặn để ăn. Rồi để người ta đặt ghế. Dạ mấy anh ơi, chỉnh ra đi ạ. Đó thì nghệ sĩ cũng đặt đến nha. Liên lát tới đó mọi người. Rất đông luôn. Ở bên trong thì cũng rất là đông mà. Sư thầy cúng thì lúc 10 giờ cúng rồi là rất đông sư thầy luôn. Bây giờ là nhập tiền. Đó mọi người chuẩn bị nhập tiền đây. Trời ơi. Nguyên Vũ thì có việc cũng đã về đây nha. Có Nguyên Vũ là quay rồi. Rồi có việc về gấp. Khi mà anh phóng xanh chim á. Phóng xanh chim á. Còn anh cũng đã về. Cùng với chị Hồng Tinh. Với chị Hồng Lo. Mày chở chở cái đường đó vẫn không diễn hết rồi nha. Còn má tư về bạn. Lo quá mọi người. Lo. Mấy anh lui đi, mấy anh ơi, đặt lại để cho khách khách người ta ra, người ta có chỗ ngồi, mấy anh đứng hết. Trời ơi, dạ, mấy anh lui đó chứ không có cái lệ của em nha. Bạn trai thì có bạn trai nha mọi người. Dạ, mấy anh lui đó giùm em xuống dưới với lệ nha, đặt để cho khách ra. Trời ơi, mất lạc luôn đó. Chị Lo ơi, chị Lo ơi, chị Lo ơi, đón cùng với tất cả các nghệ sĩ đến cái đám giỗ đầu của chú Năm. Rồi chị Loan ơi cười xíu gì ơi, cười lên chị Loan ơi. Giờ sáu giờ sáu mình tưởng rồi đâu thôi đúng này vô quá trời mà bận cái năm cuối cùng cái lần nhà nó hai quay nước 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 nước